mình đã trở lại Việt Nam rồi đây. Sau chuyến đi Malaysia của mình đã có cái bài trên tay ở đất nước Malaysia xinh đẹp. Và bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với anh em nhiều hơn cái trải nghiệm của mình về bộ ba sản phẩm mới của PGY Tech ha. Trong đó như thường lệ, cái sản phẩm thích nhất của mình vẫn là cái đầu đọc thẻ kim cái hộp đựng thẻ nhớ ở đây. Tiếp theo nữa, cái vị trí số 2 nó đã có một cái sự thay đổi ha. Mình thích cái sợi dây đeo choàng qua vai này hơn là cái sợi dây đeo tay này. Cảm ơn VJ Shop đã cho Tinh Tế mượn bộ ba sản phẩm này để trên tay. Bây giờ mình sẽ nói tới sản phẩm mà mình thích nhất. Ở đây anh em có thể thấy là lớp cao su nó có logo PGY Tech ở đây. Cái phần cao su á, như đã chia sẻ trong cái video trên tay nhanh, nó không có được dài cho lắm. Nhưng mà đối với mình á, thì nó là vừa đủ. Về cơ bản anh em nhấn lên, bên trong này chúng ta sẽ có 4 khe thẻ SD, 4 khe thẻ micro SD, cũng như là 2 khe thẻ nano SIM và một cây chọc SIM. Với mình nó là vừa đủ, nhưng mà đối với những anh em mà làm nghề, những anh em làm phim hay những anh em chụp hình chuyên nghiệp á, anh em có thể mua từ 2 cho tới 3 sản phẩm, thậm chí là 4 sản phẩm của PGY Tech như thế này để anh em có thể chứa được nhiều cái thẻ nhớ hơn. Chi tiết hơn về mặt ngoại hình đó thì mình sẽ dùng một chữ là ngon cho nó. Ngon ở đây là so với những sản phẩm trong cùng tầm giá, mức giá của cái sản phẩm này là 890.000, chứ nó không thể nào so được với những sản phẩm full kim loại cứng cáp rồi nó có thể chia ngăn chia khe đủ thứ như ở trên thị trường đang bán với mức giá từ 300 cho tới 500 đô la ha. Không thể so với những cái sản phẩm đó được. Nó đúng với cái tầm giá của nó, mình mua đúng giá là mình đã cảm thấy hợp lý rồi. Tiếp theo thì mình sẽ nói tới sản phẩm thứ hai, đó chính là sợi dây đeo này, dây đeo qua vai, chúng ta còn gọi đó là shoulder strap đó. Nó đã di chuyển từ vị trí mà mình không yêu thích nhất, bởi vì nó vốn quá là thông dụng đối với những anh em làm nghề, làm video, làm quay phim chụp hình. Nhưng mà mình yêu thích nó là tại bởi vì trong cái chuyến đi Malaysia của mình á, mình sử dụng nó, mình không nghĩ là mình sử dụng nó nhiều tới vậy, mình nghĩ là mình sẽ cầm cái này luôn luôn trên tay. Nhưng mà mình làm rất là nhiều thứ anh em, tại vì đi du lịch đó mình còn xách đồ cho bạn gái, rồi mình cầm dò đường, mình làm đồ tất cả mọi thứ, và mình luôn luôn mình phải cần hai tay để làm. Chính chiếc dây đeo máy ảnh này lụng lẳng trên cổ để cho chiếc máy ảnh luôn luôn trong tư thế sẵn sàng. Khi mà mình cần, mình chỉ đưa nó lên chụp như thế này, máy ảnh nó chúi xuống như thế này. Nó không phải là cái tư thế mà mình móc qua hai bên trong cái video trên tay của mình ha, mà nó là cái tư thế này giúp mình dễ dàng thao tác, giúp mình cầm một cái đưa lên là có thể chụp được, không bị vướng víu tất cả mọi cái thứ gì cả, rất là dễ dàng đối với anh em. Chi tiết hơn về mặt chất liệu, ở đây có một lớp vải rất là dẻo, rất là mềm luôn, sờ vào rất là đã tay. Dù có đeo di chuyển qua lại bất cứ ở cái tư thế nào, nó không bao giờ gây cho mình đau vai. Kể cả khi mình đang đeo ở trong tư thế thẳng đứng ha, mình chuyển qua đeo một vai như thế này nó cũng không đau. Xong rồi mình rút cái tay của mình ra, mình chuyển qua đổi vai này. Tại vì đeo lâu á, thì cái vai nó sẽ bị nặng thôi. Mình chuyển vai nó không gây ra bất kỳ một cái sự khó chịu nào đối với bản thân mình. Tiếp theo đó là nó có thể tăng đưa một cách rất là dễ dàng. Bây giờ anh em chỉ cần nắm một cái sợi dây kéo này, kéo lên kéo xuống đó. Theo như PGI, nhỏ nhất là từ 100cm tới dài nhất khoảng 142cm. Rất là phù hợp đối với nhiều anh em có chiều cao khác nhau. Mình biết có anh Khôi Lê ha, anh chuyên sử dụng những cái chiếc máy ảnh Leica, và ảnh người ảnh rất là cao, ảnh cao đâu đó trên 1m8, 1m9. Và mình nghĩ là đối với ảnh thì ảnh sẽ xài đâu đó cái kích thước là mắc cái sợi dây này vào khoảng 130 mấy cho tới 140cm. Nhưng mà đối với mình, một người chỉ cao khoảng độ 1m64, mình luôn luôn mình để cái dây máy ảnh này nó nằm ở cái tư thế nhỏ nhất, tức là khoảng đâu đó 100cm mà thôi, là vừa với lại cái vai và cơ thể của mình. Một trong những cái điểm mà mình thích nhất ở trên cái sợi dây này chính là phần cao su của nó nằm ở phía bên ngoài, chứ không phải nó nằm ở phía bên trong. Phần bên trong này nè, nó luôn luôn nằm trên vai của anh em, nó tiếp xúc với phần vai của anh em. Và khi anh em di chuyển một cái vị trí, ví dụ từ thấp này lên cao nè, nó di chuyển rất là đều, rất là mịn. Anh em có thể thấy là nó cọ sát vào cái phần áo quần của mình ha. Cái vai, cái âm thanh của nó, mình trượt nó rất là mịn. Trong khi đó, nếu mà cái phần cao su á, mà nó nằm bên trong á, đồng ý là nó sẽ giữ cái sản phẩm luôn luôn chắc ở cái tư thế này. Nhưng mà giữ chắc như vậy để làm gì? Bởi vì cái sản phẩm anh em là cái máy hình, và anh em phải đưa nó lên trên mắt để anh em chụp hình mà, đúng không? Cho nên á, cái sản phẩm mình luôn luôn ưu tiên cái độ linh hoạt nó cao nhất. Và khi mà cái phần cao su ở nằm ở phía bên ngoài này á, thì mình cầm vô nó có cái độ bám rất là dễ dàng để sử dụng. Chi tiết hơn thì cái cơ chế hoạt động của những cái sợi dây PGY Tech theo kiểu như thế này là anh em lấy cái phần móc đã gắn sẵn vào trong cái chiếc máy ảnh. Cái này thì mình đã nói rất là kỹ ở trong cái video trên tay ha. Anh em gạt nó vào đây, nghe kêu cái cụp cái là xong. Và anh em cũng mở ra theo cái tư thế này, nhấn nó vào.
lấy ra là xong, rất là đơn giản. Và anh em có thể lắp ở nhiều tư thế khác nhau để cho cái chiếc máy ảnh làm sao nó thuận tiện với cái flow công việc của anh em nhất. Nhưng sẽ có một điểm trừ ha, cái nhựa sử dụng trên những cái sợi dây PGY Tech theo kiểu như này, mình cảm giác là nó có thể còn cứng và chất lượng hoàn thiện còn tốt hơn nữa nếu như PGY Tech sử dụng những cái phần nhựa cao cấp hơn. Thực ra là nó không ọp ẹp đâu anh em, nó rất là chắc luôn. Đó, mình gõ để anh em có thể nghe nè, nó rất là chắc. Nhưng mà mình cảm giác là cái độ hoàn thiện ở trên tay ấy, nó không có quá là cao cấp. Nhưng mà với một sản phẩm mà khoảng giá 1 triệu 2 hay là 1 triệu 1 thì mình nghĩ là ok, anh em có thể chấp nhận được. Còn về những cái vật liệu khác, ví dụ sợi dây này được đan dọc với nhau, hoặc là phần đệm nằm trên vai, lớp mút này rất là dày, rất là mềm. Đó, mình không có gì để chê ở trên sợi dây đeo tràn qua vai này cả. Khi mà em cởi bỏ cái chiếc máy ảnh ra giống như thế này ha, anh em muốn gấp gọn cái sợi dây thì ở đây nó có hai cái phần nam châm, anh em để vào nó tự hít, xong anh em chỉ việc quấn cái sợi dây lại, anh em cất đi là xong, rất là gọn gàng đó, trong cái nắm tay của mình thôi. Cùng là sản phẩm dây đeo tay này, về cơ bản thì mình vẫn thích nó thôi. Mình rất là thích những thứ màu mè và cái màu xanh, cộng thêm cái phần dây da lộ màu cam bên trong á, đeo rất là thích tay anh em. Nhưng mà vì mình đi du lịch dài ngày và hầu như cả ngày mình đi bộ, cho nên là mình không thể nào cầm cái máy ảnh theo kiểu lủng lẳng như thế này được. Hoặc là cất cái máy ảnh đi thì mình sẽ bỏ lỡ những khoảnh khắc. Cho nên á, là về mặt cơ bản, nếu anh em xác định á, anh em chụp hình trong vòng 3-4 tiếng và cái công việc của anh em chỉ là street light anh em, hoặc là trong studio anh em luôn luôn cầm cái máy hình trên tay, thì anh em sẽ cần tới một cái sợi dây cổ tay giống như thế này. Và anh em có thể thấy à, mình đang gấp nó lại giống như là một cái vòng đeo tay, một cái vật trang trí là đẹp. Còn bây giờ là muốn gắn lên máy ảnh đúng không? Anh em sẽ có một sợi dây để lắp vào cái máy ảnh như thế này và chụp. Sẽ có một điểm mà mình cần anh em lưu ý, đó chính là anh em có thể nghe vừa nghe thấy tiếng dòng, cái phần này nó chạm vào cái máy ảnh, đúng rồi đó. Nó sẽ rất là dễ bị chạm vào máy ảnh nếu chúng ta cầm, ví dụ những tư thế như thế này ha. Nó không có như thế nào, nhưng mà lúc nào mình cần chụp nhanh á, mình cập bụp như thế này á, thì cái phần nhựa nó sẽ chạm vào cái máy ảnh nè. Mình luôn luôn mình vòng cái tay qua để cái phần nhựa này nó nằm bên ngoài cái chiếc máy ảnh, nó không chạm vào cái phần máy ảnh của mình. Đó là một cái điều mà mình nghĩ là anh em cần phải lưu ý. Còn về chất lượng hoàn thiện của phần nhựa thì cũng giống như là cái phần nhựa ở trên cái dây đeo qua vai. Và phần dây này được dập những cái đường đồ họa hình sinh, hình tam giác hay là hình gì đó mà anh em có thể thấy được. Nhìn nó rất là bắt mắt với nhau, và cái phần da lộn ở bên trong màu cam cũng rất là đẹp ha. Mình rất là thích màu sắc của sợi dây này. Nếu mà đưa cho mình một cái sợi dây màu đen thì có lẽ là mình không thích bằng. Và trên cái phần dây này nó sẽ được dập chìm logo PGY Tech. Phần da lộn này á, nó có một cái điểm mà mình rất là ưng, đó là khi đeo lâu trên tay của mình á, không hề bị mỏi. Mình có thể đeo như thế này và mình di chuyển hàng ngày. Nói anh em không tin chứ là cái hôm mà mình ở Malaysia, tức là mình vừa đeo một cái này, mình vừa đeo cái dây choàng qua vai mà đeo trên vai, mà đeo cái máy ảnh trên vai, nhưng mà trên tay mình lúc nào cũng có một cái sợi dây như thế này, và mình đeo song song hai cái cùng một lúc, mình không bao giờ có cái cảm giác là cái này nó vướng víu hay là nó khó chịu khi mà nó nằm trên tay của mình. Đây là một trong những cái điểm cộng rất là lớn đối với những sợi dây đeo tay máy ảnh mà mình nghĩ là sợi dây đeo tay nào cũng phải nên có, đó là sự thoải mái khi mà chúng ta tiếp xúc với da thịt. Anh em có thể thấy ha, bây giờ mình đang có một cái xô nước thì như thế này. Theo như cái số lượng ký của nhà sản xuất nói á, là nó có thể chịu được vật nặng khoảng độ 90 kg. Thì ở đây á, số cân nặng của mình đang có là 5 kg tròn luôn. Hay quá, múc nước làm sao mà vừa vặn luôn. Bây giờ mình sẽ lắp nó vào hai cái khoen đã có sẵn ha. Mình đã lắng sẵn hai cái khoen ở trên cái xô này rồi. Lắp nó vào đây để xem coi là nó có chịu được 5 kg này không ha. Rồi, vẫn chịu được 5 kg ha. Anh em có thể xem. Cũng chính cái số lượng nước đó, mình bây giờ sẽ lắp vào cái sợi dây đeo tay này xem nó có chịu được hay không ha. Ok, một dây nha. Em nên nhớ là chỉ có một dây thôi và nó vẫn chịu được. Bây giờ thì mình sẽ đi đổ thêm nước vào để xem coi là với cái mức lượng nước nhiều hơn, ví dụ đâu đó khoảng 10 cho tới 12, 13 kg gì đó, thì xem hai cái sợi dây này nó có chịu được hay không. Sau khi lấy nước xong á, thì mình đặt lên để anh em coi là cái này nó bao nhiêu ký ha. 8,9 kg, nặng rồi đó. Máy ảnh mà nặng 8,9 kg là cũng là một con số khủng khiếp đó. Bây giờ thì mình sẽ test thử, đầu tiên là với cái dây đeo tay trước ha, vẫn là một dây đeo tay thôi, để coi là nó có lên được hay không. Nguy hiểm quá, vẫn bình thường nha anh em. Ok, tiếp theo nữa là mình tháo cái sợi dây đeo tay ra và mình lắp cái sợi
dây qua vai để xem thử là nó có chịu được hay không ha. Rồi, hai cái sợi dây đeo vai vẫn chịu bình thường nha anh em. 8,9kg là 9kg đi, cứ làm tròn cho 9kg vẫn chịu được bình thường, sợ tay mình không chịu được thôi. Đây là cái thẻ 256 của mình, tốc độ đọc của nó là 160 và tốc độ ghi là 120 ha. Bây giờ mình sẽ bỏ nó vào cái đầu đọc thẻ nhớ. Anh em có thể thấy ha, dưới này chúng ta có một cái lớp đệm cao su để nâng cái thẻ lên, chúng ta rút ra rút vô cái thẻ nó không bị quá là chặt. Đó, rồi, nhét vô đây, móc cái sợi dây USB-C ra và cắm vào cái máy tính. Đó. Rồi, đây là cái thẻ nhớ của mình, để xem là mình có cái gì ở trong này ha. Ok, đây, mình có cái file này đi. Có file này vào desktop. Đó, bây giờ nó bắt đầu chạy. Chạy đi, rồi, nó chạy đây. Rất là nhanh ha anh em. Đó, anh em có thể thấy, loáng cái là hết 1 GB rồi. Theo như PGY Tech công bố, đầu đọc thẻ này có thể truyền được 312 MB trên 1 giây. Một tốc độ rất là nhanh ha. Nhưng mà nó còn phụ thuộc vào tốc độ của thẻ của anh em nữa. Nó chạy được hơn 6 GB rồi nè anh em. Để mình coi là nó chạy hết 9,34GB này trong vòng bao nhiêu lâu nha. Ok luôn, đã xong. Rất là nhanh ha anh em. 9,34GB mà chưa đầy 1 phút là nó đã copy xong rồi. Đây là một dụng cụ mà mình nghĩ là rất là phù hợp cho những anh em cần phải chép file nhanh, cần phải di chuyển nhiều và cần phải copy file vào máy tính để liên tục cái công việc của mình. Thì đây là một cái phụ kiện rất là đáng giá. Anh em có thể thấy phần lớp cao su bên ngoài được làm cho nhám. Khi anh em để trên cái mặt bàn thì nó sẽ nằm cố định một chỗ trên mặt bàn hoặc là cố định ở một nơi nào đó. Nhưng mà cũng chính vì cái sự bám bám của cao su này á, thì anh em có thể thấy lông với lại bụi bẩn á, nó đã bám trên cái phần bề ngoài của cái lớp cao su này khá là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ mang nó đi rửa. Vô. Ok. Để coi là khả năng kháng nước của cái này IP54 theo như công bố của nhà sản xuất thì nó kháng nước được tới đâu. Đó, mình rũ hết cái phần nước ở bên ngoài đi. Xong sau đó mình mở lên. Nước nó chỉ vào tới đây thôi nha anh em. Nó chỉ vào cái phần phía bên ngoài thôi. Còn ở bên trong thì toàn bộ cái phần bên trong nước nó vẫn không vào được. Đó, anh em lưu ý như thế này. Tức là khi chúng ta mở mà sau khi bị dính nước xong, anh em cố gắng rũ cái phần nước bên ngoài cho nó sạch đi. Xong sau đó nước nó chỉ vào được cái phần ở đây thôi. Đó, mặt sau cũng vậy nè. Nó không vào được cái phần bên trong phía bên dưới này ha. Nó không vào được các khe SIM hay là khe thẻ nhớ, mà nó chỉ vào được cái phần ở trên này thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ mang nó đi thử ở một cái thử nghiệm cao hơn. Đó là nhúng thẳng vô cái bể nước luôn. Bây giờ anh em có thể thấy mình đã chuẩn bị một cái bể nước đầy rồi. Mình sẽ thả nó vào đây trong vòng 10 giây để anh em xem thử là nước nó có vào hay không ha. Nó cũng giống như là cái chuyện mà anh em á, đó, nó nổi lên nè. Nó cũng giống như là cái chuyện mà anh em để quên cái sản phẩm này ở trong cái túi, ở trong ba lô hay là ở trong áo quần á. Xong anh em mang nó, anh em bỏ vào cái máy giặt thì để xem là nó có chịu được hay không. Rồi, để thêm chút nữa đi. Xong rồi mình lấy nó lên. Ok, để lấy nó lên nha anh em. Rủ cho nó sạch nước, coi là nước nó có vào hay không. Ok. Đó. Nước nó đã vào cái thẻ micro SD. Và bên này thì nước nó vào cái khe SIM. Nhưng mà nó không ảnh hưởng gì tới cái thẻ SD cả. Anh em có thể thấy nè, bên dưới này thẻ SD nó vẫn còn nguyên vẹn. Ở đây nó có một cái vảy nước lúc nãy mình không thấy, bây giờ mình thấy rồi. Đó. Thẻ SD vẫn còn nguyên vẹn nha anh em. Tức là cái hoặc là những cái ô mà để đầu đọc thẻ, hoặc là những cái đầu đọc thẻ, bây giờ anh em có thể thấy là nước nó đã vào rồi ha. Đó, tức là cái này á, anh em có thể mang đi chống nước nhẹ nhẹ thôi. Theo tiêu chuẩn đúng nghĩa là IP54 thôi, chúng ta không thể mang nó đi ngâm nước được. Bởi vì nước nó sẽ vào, cho nên là khi mà bị vào nước, anh em nhớ lưu ý là anh em phải lấy ra và anh em lau chùi sạch sẽ. Và anh em chăm sóc lại cái thẻ của mình nó cẩn thận nha. Bây giờ thì mình sẽ thử nghiệm thả rơi xem là cái hộp đựng Cremate này nó có thể chịu đựng được cái mức độ rơi như thế nào ha. Đầu tiên á, là anh em thấy là nó có cái móc ở đây, anh em hay móc nó vào cái khóa quần ha. Thì bây giờ mình sẽ thả rơi ngay cái vị trí mà cái túi quần của anh em xuống. Vô nha, 1, 2, 3. Rồi, bung ra kiểu vậy. Nhưng mà không có bị cái gì hết. Vẫn còn tươi mới, sạch đẹp. Đó, anh em có thể thấy cái phần cao su bên ngoài nó đỡ đi khá là nhiều, không bị gì luôn. Tiếp theo là mình sẽ thả rơi ngang cái phần đầu của mình ha. Đó, chuẩn bị vô nè. 1, 2, 3. Rồi,
nó bị bung cái phần này ra một chút, nhưng mà bên trong thì không bị cái gì hết. Ok, cái sản phẩm của mình thì vẫn còn nguyên vẹn. Ok. À, bên dưới này thì nó hơi có những cái vết xước. À, nhưng mà lau đi thì cũng không có bị gì. Lau đi thì nó lại sạch đẹp như thường, tại vì nó là cao su mà. Tiếp theo nữa thì mình sẽ thả rơi ở đâu đó cái vị trí phía trên này ha. Để mình lên trên này mình thả rơi cho anh em. Ok. Ngang như thế này chắc là ok rồi nè. Em chuẩn bị xem nha. Thả rơi nè. 1, 2, 3. Ok. Để xem coi là nó còn trụ được như thế nào. À, lần này thì nó không bị bung nè anh em. Nó chỉ bị bung một tí xíu 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 thôi. Nhưng mà cái phần bên ngoài thì mình thấy nó cũng ok. Không có bị gì hết á. Bên trong cũng ok luôn. Nước nó còn đọng lại là tại vì lúc nãy mình vừa mới thả vào nước để cho anh em coi. Đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ lên trên tầng 2. Mình sẽ thả rơi thêm một cái ở trên cao nữa, để anh em có thể xem được là cái mức độ rơi của nó như thế nào. Giả dụ là mình thả trên cao nhất luôn đi, trên tầng này, thả xuống cho anh em coi nha. Vô nè, 1, 2, 3. Ok. Để coi thử coi là nó có như thế nào. Ê, lần này nó không bung luôn nè, nó không bung bất cứ một cái gì luôn. Để mình nhấn ra coi thử coi cho anh em. Bên trong toàn bộ vẫn mọi thứ vẫn nguyên vẹn nha anh em. Chỉ bị nước là lúc nãy nó vào nước thôi, chứ còn lại là không bị cái gì hết. Nó là, tức là ở cái phần nhúng nước á, thì nó chỉ đúng vào cái tiêu chuẩn IP54 thôi. Còn lại là những cái phần va đập các thứ thì anh em có thể yên tâm là cái hộp đựng này nó chống chịu va đập rất là tốt. Mọi thứ, tất cả các cái phần chúng ta có thể sờ nắng được, nó không bị cái gì hết. Nè, rất là cứng luôn, không bị lỏng lẻo, không bị hư hại bất cứ một cái gì bên trong hết. Cái phần lớp cao su bên ngoài thì vẫn sạch đẹp như vậy. Như vậy là mình đã giới thiệu bộ ba sản phẩm mới tới từ PG Whitech để cho anh em có thể xem, anh em có thể hiểu hơn về bộ ba sản phẩm này ha. Theo mình thì những cái sản phẩm này nó rất là đáng giá và nó rất là thiết thực đối với những anh em làm nghề, những anh em quay phim, những anh em làm nhiếp ảnh. Bởi vì nó là những cái thứ mà thông dụng hàng ngày, anh em có thể đụng đâu anh em cũng có thể xài được, anh em có thể sử dụng được. Từ cái bộ bảo vệ thẻ nhớ cho tới cái dây đeo choàng qua vai hay là dây đeo cổ tay, anh em có thể sử dụng hàng ngày, rất là tuyệt vời. Và một lần nữa cảm ơn VJ Shop đã cho tinh tế mượn cái bộ ba sản phẩm này để trên tay cho anh em. Chi tiết hơn về mức giá của từng sản phẩm á, thì cái dây đeo cổ tay này nó có giá là 690.000 ha. Cái bộ đựng thẻ nhớ này nó sẽ là 890.000. Còn cái dây đeo máy ảnh dài như thế này thì nó sẽ có mức giá là 1.190.000. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau.